Vâng, những cái ẩn ức về tình dục thì đôi khi có thể khiến cho con người ta gây ra những cái hậu quả khôn lường, và câu chuyện sau đây cũng là một ví dụ. Ở Ấn Độ thì mới đây đã có một ông chồng trong cơn giận dữ vì bị vợ mình từ chối quan hệ thì đã lấy dao chặt đứt bộ phận sinh dục của bản thân. Vụ việc hy hữu này đang thu hút sự quan tâm của dư luận ở đất nước có dân số đông thứ hai thế giới. Người đàn ông 37 tuổi tên là Ghashiram hiện đang sống tại một ngôi làng thuộc bang Uttar Pradesh, miền Bắc của Ấn Độ. Sau khi uống rượu say thì Gashi đã về nhà để đòi quan hệ với vợ là chị Davi, 34 tuổi. Khi bị vợ từ chối thì anh này đã lấy dao tự chặt đứt bộ phận sinh dục của mình rồi ngất xỉu. Chị vợ Davi đã phải nhờ láng giềng gọi cấp cứu. Người đàn ông này cho biết là vợ chồng mình đã không gần gũi nhau từ 10 đến 12 năm và người vợ thường xuyên từ chối yêu cầu của ông. Tuy nhiên thì người vợ tên Davi đã phủ nhận cáo buộc của chồng và cho biết ông này luôn trong tình trạng say xỉn. Họ đã kết hôn được 18 năm và sinh được 3 con, một con gái và 2 con trai.